Thưa quý vị, vào sáng ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tiếp tục phiên họp hội nghị giao ban với lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 5 tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên. Phiên hội nghị dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Hòa thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum. Chủ tọa và tham dự phiên họp còn có Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội cùng Chư Tôn Đức Phó Chánh văn phòng 2, Chư Tôn Đức cán bộ và nhân viên văn phòng 2, Chư Tôn Đức ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo và lãnh đạo chính quyền các ban ngành năm tỉnh Tây Nguyên, gồm Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Phước Nguyên chúc sức khỏe đến Chư Tôn Đức ban Trị sự các tỉnh thành cùng lãnh đạo chính quyền tham dự. Thông qua các kỳ hội nghị giao ban, một số vấn đề cụ thể vướng mắc tại từng địa phương sẽ được Trung ương Giáo hội nghiên cứu tháo gỡ qua việc ban hành các văn bản để định hướng giải quyết, từng bước ổn định và phát triển tại các cấp giáo hội. Tại phiên hội nghị, Chư Tôn Đức đại diện ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh trình bày những Phật sự còn tồn động tại tỉnh nhà, xoay quanh những vấn đề liên quan đến quản lý tăng ni tự viện, những phát ngôn gây bức xúc tăng ni và Phật tử, xin cấp phép điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại vùng núi có nhiều đồng bào dân tộc. Qua đó, Chư Tôn Đức và đại diện chính quyền cũng đã trình bày những thuận lợi và khó khăn trong quá trình Phật sự trong thời gian qua, đồng thời đưa ra những ý kiến đề xuất các giải pháp để các công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà ngày một thuận lợi và nhanh chóng. Thay mặt văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự, Phó văn phòng 2 đã chia sẻ giải trình và ghi nhận đề xuất một số giải pháp mà Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành đang gặp khó khăn vướng mắc. Đúc kết kỳ họp, Hòa thượng Thích Huệ Thông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Chư Tôn Đức Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành. Về một số vấn đề đã đưa ra, Thường trực Hội đồng Trị sự sẽ ghi nhận những ý kiến và báo cáo lên lãnh đạo giáo hội để đưa ra đề án tháo gỡ. Bên cạnh đó, những tăng ni thuyết giảng gây nhiều phản ứng cho cộng đồng thì văn phòng 2 Trung ương tập hợp nội dung để báo cáo lãnh đạo giáo hội xin hướng giải quyết. Tuy nhiên, liên quan đến tăng ni sử dụng truyền thông trên không gian mạng, Ban Trị sự cần thường xuyên tuyên truyền và hướng dẫn tăng ni Phật tử cần phải có những ứng xử phù hợp khi tham gia đúng theo tinh thần quy định và thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội. Giáo hội mong muốn Ban Trị sự các tỉnh phối hợp cùng quý cơ quan, chính quyền các cấp để giải quyết những vấn đề có thẩm quyền, góp phần ổn định mọi hoạt động Phật sự trong thời gian tới.